Tiến BNB xin chào các bác nhé. Hôm nay Tiến BNB giới thiệu đến một bộ loa. Loa này của nó là gồm hai loa và một âm ly. Đó là một bộ nó như này các bác. Hàng này của nó là hàng mới tinh các bác nhé. Qua như là mới tinh, 98%. Với còn hộp xốp và giấy cắt tơ đô ở tôi để về kho. Bên cái khóa này bắt là 3 cục của 1 là 1. Đó. Cái này mà bác nào dùng đi hội trường hay là đi picnic ngoài trời ở đâu thì là dùng bộ này nó thì chấm hết rồi. Loa của Anh Quốc xịn nha, chứ không phải Trung Quốc nha các bạn. Loa của Anh Quốc xịn. Đây tôi sẽ tháo ra xem các bác xem mặt. Đó. Nó dùng khuyên như thế các bạn. Tôi thì ngược hay tôi lộn lại. Đó các bác. Đây là chiếc âm ly của nó nha. Đó, âm ly này của nó chỉ có vang thôi các bác, chứ không echo đâu, không có nhại đâu. Tức là nó chỉ có effect thôi. Đó, nó là vang đấy, mới tinh các bác luôn. Và dưới đây là một ngăn đựng dây. Ngăn đựng dây nhất của nó. Nói lông la hàng này của nó thì không bị chê các bạn. Đây thì rắc WC. Đây là dây loa của nó các bạn. Dây loa của nó hai cuộn. Mỗi cuộn là 1/1 loa. Xịn của Anh Quốc luôn chứ không phải Trung Quốc sản xuất đâu các bạn. Airline xịn. Đây thuật nữa dài nó sẽ có cái nhìn thấy xịn luôn chứ không có hàng Trung Quốc đâu. Là hơi tối tôi bật kèm black lên. Airline xịn nha các bác nha. Đây quay nhà hơi tối các bác thông cảm cái. Rồi chiếc âm đi. Vào đây một chiếc loa. Loa này của nó là loa 1 bát 25 2 tép các bác nhé. Đây các bác. Đây các bác. Quay nhà hơi tối. Các bác thông cảm. Mỗi loa công suất là ta 100W 8 ohm. Một loa bass 25. Còn đây là hai cặp còi các bác nhá, hai cặp còi. Tức là một khung này nhưng mà nó là hai cái các bác. Đó. Đó. Loa của Boss Titan Pro. Đó. Mã số của nó này là EPM 610. Đó. Cái này bác tra trên mạng và Google nó có mà. Hàng quay là mới tinh. Vẫn còn hộp xốp các bác. Các bác mua là Tiến vẫn còn hộp xốp các bác. Hộp xốp để người kia. Đó, mới tinh luôn. Chưa sử dụng bao giờ. Đây là dây nguồn. Đó. Và cắm đắc loa đây. Đây là hai bộ dây loa theo nhà máy cho. Mỗi cuộn này tôi nghĩ nó phải 5 mét. Mỗi dây dài 5 mét. Hai dây là 10 mét. Đầu 6 ly tất các bác. Đó. Rất là loa ở đây. Và cắm vào loa này, ngoài này các bác này. Đó, đây các bác. Nó có một cái núm pin này.
đó, không dùng mình bịt vào. No là nó rất chất lượng. Đó. Màu lông chuột, lỉ lông chuột, bọc lỉ lông chuột các bác nhá. Đó, như là quay là mới tinh các bác chứ không phải là cũ đâu. Hộp xốp vẫn còn. Đó. Đây là tổng quan. Đó. Và giá thành thì rất hợp lý. Cả bộ này các bác. Cả bộ này nếu mà bác lấy cả bộ này nó là 9 triệu. Hai loa bát 25. Một Omni. Kia mixer. Đó. Tại vì cái hàng này nó là hàng mới bên Tiến B&B cũng không tháo ra làm gì cả. Cái đồ của Anh Quốc thì các bác cũng là biết rồi, chất lượng nó không phải nghĩ rồi. Của Anh Xịn nhá. Tiến B&B là của Anh Xịn chứ không phải là của Trung Quốc sản xuất đâu, của Elan Xịn. Đó. Nếu bác là có nhu cầu lấy loa bộ loa này thì nên liên hệ với cả Tiến B&B theo số điện thoại là 0948 388 448. Phiên nhắc lại là 0948 388 448 các bác nhé. Loa Watch Fiden Pro. Mã số là EPM 610. Đó các bác check trên mạng là có. Hàng mới tinh với trong hộp luôn các bác. Không còn, vẫn có hộp. Đó. Tiện nhất các bác là alo hội trường hay là đi làm show nhất là mang này đi là hay, rất hay. Đó. Vâng, và bây giờ xin chào các bác.